tiếng lạ mà các bạn đang nói có thể viết ra được không? Có ai có thể viết ra tiếng lạ thì hãy đến đây và viết nó ra. Nếu các bạn đang nói tiếng lạ thì hãy đến đây và viết nó ra trên bảng. Tôi thách thức các bạn đó. Tôi muốn viết chữ thánh linh trong ngôn ngữ tiếng lạ. Đây là chữ thánh linh trong ngôn ngữ thiên đàng. Sự công bình dành cho tất cả mọi người tin. Tất cả mọi người nào tin. Tôi thích viết ngôn ngữ này hơn là ngôn ngữ tiếng Anh bởi vì bạn sẽ không thể đọc được nó. Sự công bình là cho mọi người nào tin. Hãy nhớ tôi đã nói rằng tôi chưa từng đi học. Nhiều lần tôi nghe các bạn nói tiếng lạ, tôi lắng nghe và lắc đầu. Tôi lắc đầu. Làm thế nào một người nói một ngôn ngữ mà anh ấy không thể viết được? Anh ấy không biết, không hiểu và không thể dịch được. Ngôn ngữ mà không có quyền năng là vô nghĩa. Tôi có thể viết một lá thơ hay là một quyển sách với ngôn ngữ này, nhưng không ai hiểu, không ai đọc được nó. Không ai đọc được nó. Kinh Thánh nói rằng Chúa Thánh Linh nói chuyện qua chúng ta. Tôi sẽ viết nó bằng tiếng Anh và dịch qua tiếng lạ. Thánh nói rằng Chúa Thánh Linh sẽ nói chuyện qua chúng ta. Chúng ta bằng một ngôn ngữ mà chúng ta chưa từng học qua. Vậy ngôn ngữ nào mà chúng ta chưa từng học qua? Ok, chữ Chúa Thánh Linh. Với ngôn ngữ này tôi không thể dạy cho các bạn được. Chỉ có Đức Chúa Trời mới dạy các bạn. Nó không phải là tiếng mà tôi nói và các bạn lặp lại sau tôi không. Nó không phải là tiếng Anh mà bạn có chữ cái để đánh dặn như A, B, C, D. Ngôn ngữ này không có chữ cái. Chính Đức Chúa Trời sẽ dạy bạn. Tôi không thể dạy bạn được.
Ngài sẽ truyền cảm hứng cho bạn. Nhưng bạn không biết rằng tôi có thể viết được ngôn ngữ tiếng lạ này. Khi quyền năng của sự sức giàu đến dành cho những ai ở trong độ sâu nhất, thì bạn sẽ được ban cho quyền năng sự hiện thấy, sự chữa lành, là nói tiên tri, nói tiếng lạ. Bạn sẽ không những nói mà còn viết ra được nữa. Nó trở thành ngôn ngữ riêng của bạn, ngôn ngữ trên thiên đàng. Ngôn ngữ dưới đất của bạn sẽ trở thành: khi tôi ở một mình, tôi nói tiếng lạ với Đức Chúa Trời. Nó không phải là điều mà tôi có thể phô trương ở giữa đám người ta, bla 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 bla. Bạn chỉ cần đụng vào ngôn ngữ đó, không đọc nó, bạn sẽ thấy chuyện gì sẽ xảy ra cho bạn. Cho nên chúng ta cần phải đến gần Đức Chúa Trời hơn. Tôi muốn hỏi các bạn có tin rằng các bạn sẽ trở nên giống tôi và hơn, lớn hơn nữa, các bạn có tin không? Tôi muốn các bạn biểu hiện sự nghiêm túc hơn và sự cam kết hơn với Chúa Trời. Với Chúa Trời, không phải với tôi chỉ là một đầy tớ. Ngay cả khi bạn muốn biểu hiện cho tôi sẽ nói không, tôi không muốn vậy. Biểu hiện điều đó cho Chúa Trời. Biểu hiện sự cam kết và sự nghiêm túc đó với Chúa Trời. Nếu tôi đụng ngôn ngữ đó, anh ấy sẽ đứng dậy. Tôi sẽ gọi ngôn ngữ đó ngay bây giờ. Nếu bây giờ anh ấy giang tay ra thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nhưng vấn đề là duy trì nó. Anh có muốn nói gì về điều này không? Chuyện gì xảy ra cho anh? Anh ấy không thể nói được. Đừng lo lắng. Chúng ta đang nghe anh ấy nói tiếng lạ. Một lát nữa chúng ta sẽ thấy tiên tri Tibi Chosu và người đàn ông này nói chuyện với nhau bằng tiếng lạ và có thông dịch nữa. Tiếp tục, tôi muốn nói chuyện với anh ấy bằng ngôn ngữ này, các bạn sẽ nghe. Hãy đưa cái mic cho anh ấy nó dịch ra. Chúa Thánh Linh là có thật. Các bạn đang nghe ông ấy dịch lại những gì nhà tiên tri Bi Joshua nói tiếng lạ. Sự vinh hiển càng nặng nề. Các bạn có thể làm được. Khi các bạn vươn tới ra, các bạn sẽ thấy vinh hiển và quyền năng. Đó là sự sống đấng Christ, nó ở trong bạn để tái sinh sản ra. Nó không phải là chuyện chỉ có trong lịch sử, mà nó là chuyện xảy ra bây giờ tại nơi đây. Bạn có thể thử nó. Nếu bạn sống cuộc đời như thế, bạn sẽ nhìn thấy nó xảy ra trong đời sống bạn. Tôi đã nói bạn rồi, nó ở đây và bạn có thể làm được điều đó. Nó ở trong bạn, chỉ cần khai phóng nó ra, bởi vì bạn có sự sống. Vậy chúng ta chỉ cảm tạ Chúa Giêsu vì quyền năng của Chúa, chỉ vậy thôi. Bạn có thể đứng dậy, bạn đã được tự do.
hay là điều xảy ra ở ngày lễ ngũ tuần. Tôi đâu có biết anh ấy. Tôi không biết anh ấy, tôi chưa từng gặp anh ấy. Nhưng chúng tôi cùng nói chuyện với một ngôn ngữ khác. Tôi chưa từng gặp anh ấy trước kia và tôi có thể nói chuyện với anh ấy với một ngôn ngữ mà bạn không biết. Và anh ấy trả lời tôi, bạn không ngạc nhiên sao? Từ Nam Phi mà đến nước Nigeria. Điều này xác nhận chuyện gì đang xảy ra ở đây. Đây là chính xác là điều đã xảy ra ở lễ ngũ tuần. Anh ấy đã ngã xuống. Sau khi anh ấy ngã thì có gì đó ra khỏi anh ấy. Sự bất chính ra khỏi anh ấy và sự công chính đi vào anh ấy. Bạn hiểu không? Những sự bất chính ở trong anh ấy là điều đã cướp đi những phước hạnh của anh ấy đã đi ra. Và trong lúc đó thì sự công chính bước vào. Ngay khi sự công chính bước vào thì anh ấy bắt đầu nói tiếng lạ. Ngôn ngữ thiên đàng, anh ấy có thể viết được nó nếu tôi cho anh ấy một viên phấn, một cục phấn, phấn viết bản. Tiếng lạ mà các bạn đang nói có thể viết ra được không? Có ai có thể viết ra tiếng lạ thì hãy đến đây và viết nó ra. Nếu các bạn đang nói tiếng lạ thì hãy đến đây và viết nó ra trên bản. Tôi thách thức các bạn đó. Các bạn luôn nói tiếng lạ nhưng các bạn không thể viết được nó ra. Bạn còn không biết mình đang nói gì nữa. Các bạn nói pa mà các bạn không hiểu nghĩa nó là gì. Nhưng tôi ở đây có thể viết ra ngôn ngữ tiếng lạ. Tôi đang viết nó trên bảng. Đời sống vĩnh cửu. Đời sống vĩnh cửu. Tôi muốn sống trong đời sống vĩnh cửu. Đức Chúa Trời đã cứu linh hồn tôi. Tôi muốn sống trong đời sống vĩnh cửu. Tôi muốn sống trong đời sống vĩnh cửu. Đức Chúa Trời đã cứu linh hồn tôi. Tôi muốn sống trong đời sống vĩnh cửu. Các bạn nào đã từng xem video TB Joshua thì thấy rằng ít khi nào mục sư TB Joshua nói tiếng lạ trong khi cầu nguyện chung. Trong 9 năm qua tôi chỉ thấy TB Joshua cầu nguyện trong tiếng lạ trong giờ cầu nguyện chung khoảng 9 lần. Mà một năm một lần. Và khi ông ấy được Chúa Thánh Linh cảm động cầu nguyện bằng tiếng lạ thì Thánh Linh của Chúa đến một cách mạnh mẽ như một quả bom hạt nhân. Và khoảnh khắc mà ông ấy mở miệng nói tiếng lạ bởi sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh thì ngay lập tức ma quỷ sẽ biểu lộ ra khắp mọi nơi. Và sự hiện diện của Chúa Trời rất là dày đặc. Tôi đã từng trải qua và rất thích điều đó. Vậy nên bạn có thể nói tiếng lạ bởi sự hướng dẫn của Chúa, của Thánh Linh, nói một cách công cộng, công khai. Và có thể nói riêng biệt với Chúa Trời trong nơi riêng tư để gây dựng mối liên hệ giữa mình với Chúa Trời. Và TB Joshua không những nói tiếng lạ mà còn viết ra nữa. Nhiều khi có những khách đến và ông ấy đã viết những lời ghi chú cho những tấm giấy nhỏ và bảo chúng tôi hãy giữ gìn cho kỹ. Và chúng tôi không thể đọc nó được, chúng tôi không hiểu. Vì tôi hay dọn dẹp những bàn ghế trong văn phòng của TB Joshua. Và ông ấy bảo chúng tôi giữ gìn những mẫu giấy đó bởi vì nó là những lời tiên tri dành cho những vị khách đó. Và ông ấy cũng ngay cả ký tên trên những quyển kinh thánh của những vị khách đến gặp ông. Và ngay cả viết tên của họ bằng tiếng lạ trên quyển kinh thánh. Hãy cầm cái microphone để bà ấy ngã xuống. Rồi tránh ra. Các bạn có thể ngồi xuống. Đỡ cô ấy dậy. Cô ấy mang ánh sáng của một cây đèn cầy nhỏ. Nhưng bóng tối thì quá lớn bao trùm ánh sáng đó. Hãy đưa cô ấy cái microphone. Hai người đang nói tiếng lạ với nhau nè. Ok, cô được tự do. Okay.
Này, nói tiếng lạ không phải là chuyện mà chúng ta phô trương. Nhiều khi tôi thấy người ta nói tiếng lạ, tôi thấy rất tội nghiệp cho họ. Bởi vì đó là ngôn ngữ đi cùng với sự giải cứu, sự chữa lành, sự phước hạnh. Nó là ngôn ngữ trên thiên đàng. Bạn có ngôn ngữ, nói bằng ngôn ngữ đó. Có một vài trường hợp rất là hiếm hoi. Nó không phải là chuyện thường hay thấy. Nhưng ngày nay chúng ta thấy những hội thánh nói tiếng lạ như thế là một chuyện bình thường. Không. Mỗi nhà tiên tri đều được ban cho ân tứ đó. Ý tôi là rất là hiếm. Hiếm. Nhưng ngày hôm nay chúng ta, các bạn hiểu tôi nói gì không ạ? Nó không phải là một loại ngôn ngữ như tiếng Anh mà có thể nói. Không phải là ngôn ngữ mà chúng ta có thể biểu hiện ra như tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha. Không. Nhưng nói tiếng lạ giống như là bạn đang cầu nguyện cho ai đó để được chữa lành. Bao nhiêu người bạn cầu nguyện mà người ta được chữa lành. Cũng vậy, bạn chỉ có thể nói tiếng lạ khi Đức Chúa Trời cũng có tham dự. Nó không phải là mở miệng ra là bạn có thể nói được liền. The Bible says, Holy Spirit will speak through us. I'll write it in English and I'll translate it for you.
write it. Holy Spirit will speak through. Through us in language which we have not learned. Okay, what language? Which language we have not learned? Okay, Holy Spirit. That I can write, I have this language. When the power of anointing comes, you'll be given, that is, dictates. You'll be given power of vision, healing, you prophesy, speaking in tongues. You will not only speak in tongues, you write it. It becomes your language, the language. So your earthly language will become. When I'm alone, I speak in tongues. It's not something I should display in the midst of people. You just touch the language and see what will happen. That language you will stand up. I will call the language now. Sarista. Now, if you now stretch it in hand, anything can happen. But the maintainer now. What can you say about what happened to you? You cannot talk. Other world, Uzi Baba. He's speaking in tongues. What is that? Glory. Uzi Baba. Glory. Uzi Vivitia. Ahead, continue. Okay, I want to speak the language to him. You hear? I will speak, I will start. Give me mic.
Have you seen Easter? The Holy Spirit is real. A vista abalece tu pobreza. Yes, I will say I will say. The glory is getting heavier. I will say I will say I will say. You can do it. Stretch forth and see glory and power. It's a Christ life. It's in you to produce all over. It will not just be history. It will happen now in this time and this place. Okay, you can try if you live that life, and you will see it happening in you. See, I've told you so. It's so easy. You can just do it. It's in you, so just release it. Love the life. Thank you. So we just thank you, Jesus, for your glory and your power. Well, that's it. Okay, bye, so you're free. What? This is what happened in Pentecost. I don't know him. I'm seeing him. And I've never met him before. But we are speaking language that I've never met him before. But I'm speaking a language you don't know. And he's replying me. Are you not surprised? Yeah. From South Africa to Nigeria. This is to confirm what is happening here. This is exactly what happened at Pentecost. He's here. After he's here, something came out of him. Unrighteousness came out of him. And righteousness came in. Are you understand? Unrighteousness in him that deprived him of the blessing went out, departed, while righteousness entered. So immediately righteousness entered, he started speaking in tongues. The language, heavenly language. He can write it. If I give him a job, he will write it in your own. The one you speak, can you write it? If there's anybody that can write the language you speak, come and write it. If you have any language, heavenly language, write it in the world. I'm here to challenge you. You speak, you are always speaking in tongues, but you cannot write it. You don't even know what you are saying. But you learn what is the meaning? But I'm here writing the language, heavenly language down. I'm writing it on the wall. Eternal life. I want to live eternal life. God save my soul. I want to live eternal life. I want to live eternal life. God save my soul. I want to live. And for those of you who have been watching Prophet TB Joshua for a long time, you know that very occasionally, very, very occasionally, very rarely, he would pray in tongues during mass prayer. And me, firsthand account, I remember maybe during my 9 years, he prayed in tongues during mass prayer, maybe like maximum 10 times, like not even once a year. Where when he did, as he was led by the Spirit of God would fall in such a crazy way. It would be like a Holy Ghost knockout. It would be like a nuclear explosion of the Holy Ghost power. And the moment that he just opened his mouth and spoke in other tongues by the direction of the Holy Spirit, instantly demons manifested everywhere, and the presence of God was so tangible in the auditorium. I remember it personally, and I loved it so much. So there's that. You can be led by the Holy Spirit to do so before praying in public, but in private you can pray for your own to edify yourself and by your own volition. That is what Prophet TB Joshua thought about speaking in tongues. He also wrote in tongues. Now, to those of you who say that, oh, you never heard TB Joshua speak in tongues, he spoke in tongues and he even wrote in tongues. So what does it mean to write in tongues? I remember when he was writing in tongues, many times when he would see a visitor, he would write in tongues, scribble on his notepad, and nobody would understand what was there. And he would always ask us to keep those notes.
that we weren't allowed to, because I used to work in the office and clean out, you know, scribbles and stuff at the end of the day. And he would say, please keep all those because they are directed by the Holy Spirit and they are prophetic. So he would write in tongues. He would even write, for example, if visitors came to his church and they brought his Bible to him, he would actually sign their Bible and write their names in their Bible in tongues. Give, collect the mic. Okay, let her be on the floor. Thank you. Leave her. You may be seated. Take her up. The darkness has so much. She's carrying a candle light, and this darkness is overwhelming the light. Okay. Hold the mic for him. Look, the speaking in tongue is not an issue to be displayed. Sometimes when I see people talking it just as if it's a language, I pity them. Because it's a language that go with healing, go with deliverance, go with blessing. It's a heavenly language. You have your language, speak your language. In a rare situation, it's not just a common language you can. You see, churches today just speaking it as if it's a common, it's bread and butter. No. So not that the gift in every prophet is given that gift. But in a rare situation, but the way we go about it today, you quite understand. That is it. So this is, if you don't see me speaking, it does not mean, but it is not something we display like English language or French or Spanish. No. But it's like the speaking it is like you are praying for people for healing. How many are the people you pray for? Can they be healed? You can only speak in it when you know God is involved. It's not something you open your lips, it come out just like that. Okay? So that's it.